Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em nhận 80.000 tốc cần có hiệu là BNS trên một cái ví trúc wallet nha tất cả anh em. Đây thì những cái tốc cần này là những cái tốc cần nó không có list sàn nha tất cả các bạn. Nhưng mà các bạn cứ nhận đi, biết đâu 1 2 5 2 5 3 5 gì nó list sàn thì các bạn có thể bán được nha tất cả các bạn. Rồi để nhận được và mình để vào một số con chắc cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chỉ việc join vào kênh Telegram của mình nè. Các bạn copy con chắc này nè các bạn. Các bạn copy nè các bạn. Rồi các bạn mở đi ví trúc wallet của mình ra. Bạn nào không biết tự ví trúc wallet mình có để một cái video hướng dẫn ví trúc wallet các bạn. Các bạn như việc nhấp vào chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bắt con chắc nó vào nè các bạn. Rồi các bạn như việc bấm nút mở ra thôi. Rồi các bạn về đây kiểm tra thì bạn sẽ nhận được 80.000 tốc cần BNS nè các bạn. Và mình để một số con chắc của những tốc cần như là KBC thì các bạn cứ làm tương tự như các bạn. Mình nhận nhiều lắm nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.